người dân ở tỉnh quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình gia tăng số ca COVID-19 tại phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đây. Theo đó, những ca dương tính này chủ yếu là người dân từ các tỉnh, thành khác quay lại thành phố để tiếp tục làm việc. Họ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh trước khi đi làm lại và có kết quả dương tính. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai quy trình phát hiện và xử lý ổ dịch tại cộng đồng trong tình hình mới với mục tiêu vừa linh hoạt, vừa nhanh chóng kiểm soát ổ dịch, hạn chế sự lây lan. Ngày 23 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thông báo người dân trước khi quay lại thành phố có thể liên hệ trước với trung tâm qua tổng đài 1088 số 155 để được hỗ trợ thủ tục, quy trình hoặc hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp nhằm giúp người dân đỡ tốn công tốn sức, thời gian đi lại, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh. Hiện nay, trung tâm đang triển khai chương trình hỗ trợ combo 3 trong 1, nhà trọ không đồng, xét nghiệm nhanh miễn phí và giới thiệu việc làm ngay lập tức, triển khai từ ngày 1 tháng 10 đến 30 tháng 11. Ngoài ra, người lao động trước khi đi phỏng vấn việc làm nên ghé trung tâm số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp trong giờ hành chính có thể không cần đăng ký trước để được xét nghiệm nhanh miễn phí. Đánh giá 10 ngày thực hiện nghị quyết 128. Dự kiến chiều nay ngày 24 tháng 10, nhiều điểm cầu trên cả nước sẽ tham gia hội nghị trực tuyến về kiểm điểm, đánh giá sau 10 ngày thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ. Chủ trì tại điểm cầu Bộ Y tế là Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, tại thành phố Hồ Chí Minh là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức. Sau 10 ngày có nghị quyết 128, 63 trên 63 tỉnh thành đã đánh giá xong cấp độ dịch ở quy mô tỉnh thành. Đến 22 tháng 10 có 24 tỉnh thành đạt mức xanh, 39 tỉnh thành mức vàng, không có tỉnh thành nào ở mức cam hay đỏ. Trong 10 ngày vừa qua, cũng đã có những chuyển biến đáng kể về mở cửa lại dịch vụ, đi lại thông suốt hơn, vận chuyển hành khách công cộng đã từng bước mở lại. Nhưng đến 22 tháng 10, số xã phường đánh giá cấp độ dịch mức vàng, đỏ, cam có gia tăng, mức xanh lại giảm xuống so với trước đó, cho thấy nguy cơ dịch gia tăng nếu không đẩy nhanh tiêm chủng và thực hiện 5K khi các hoạt động đời sống trở lại.